Rồi, em Hào xin chào anh chị cô chú ha. Em là chim cảnh Thái Hào anh chị. À, hôm nay là ngày 29 tháng 3 cả nhà ơi. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 nè. Thì em Hào quay sơ ở cửa hàng em còn chim gì để mọi người đến nha. Rồi ok cả nhà ha. Hôm nay em Hào còn vài chục con chè than anh em, vài chục con chè than nè. Em đang bán giá 300, 250 rồi 190. Rồi em hạ xuống đồng giá luôn, anh chị qua bắt thoải mái luôn nha, chim bự bự không á anh chị. Anh em nào mua chè hang liên hệ em Hào nè. Đó. Em bán là 190.000 một con nha anh chị, 190.000 một con nha anh em. Đó. Anh em chơi qua bên em 300 em bán cho anh em luôn thành 190 luôn, đó ha. Rồi. Cái này ha, bán theo cái dạng như là hên xui, anh em alo em có thể lựa đồ đẹp cho anh em nha. Em sẽ tháo giấy toàn bộ luôn khu vực này. Đó, em bán xuống lại 190. Ở đây nữa nè anh em, 300.000 bự chập bá luôn nè. 190 luôn, bán cho hết hàng để em Hào nhận chim mới về nha. Rồi. Chè lửa luôn anh em. Trời ơi mới bắt con chè lửa, đem ra ngoài đây nó hót sùm, đem vào đây giờ mới bỏ vô lồng đi ra lấy giấy dán chữ giá vô mất tiêu rồi. Cái bay mất tiêu con chim luôn rồi. Rồi, chè lửa em còn hàng luôn anh em. 190.000 luôn anh em. Đó. Xả hàng banh xác luôn. Cho anh em mình qua anh em bắt chơi nha. Đó. Tháo giá toàn bộ luôn, 190 nha anh em. Đó. Rồi lụm nha, 190, lửa cũng còn nhiều á. Cũng cái chục nha. Rồi, đây là than nữa nè, than nè, than nè anh em, 190 hết, 190 hết nè. Nè, 190.000 nè. Chè lửa dùng này là giọng cực kỳ hay nha anh chị, đa số dán xẻ không. Đó, nó là như vậy ha. Rồi, em có con lỗi móng nha, con này chịu hót rồi nè. Hồi nãy là hồi trưa em ngồi đây chim chào màu em thấy nó hót á. Nếu bị lỗi máu anh em 120 nè, anh em là chơi gọi em Hào nha. Rồi, có con 17 đẹp ghê mà nó hót rồi anh em chưa rồi nó hót sùm á. Mới là đem ra bỏ vô cái lồng dán giá. Cái chạy ra lấy cái dí cái quay lại thấy còn cái lồng không, con chim mất tiêu. Bây giờ chẳng biết nó đi đâu luôn rồi. Rồi, vô nghe mọi người. Rồi, tiếp nè em Hào có luôn em. Em Hào có hai con sơn ca 7 đấu. Sơn ca 7 đấu nha anh chị. Đó, chim sông ba Phú Yên này, hồi sáng em vừa đó anh em mà không biết em bán chưa, em quảng cáo nha, có hai con nè. À, cái này á, chim bảy đấu về là cực kỳ mau chơi nha anh em, về anh em nuôi là cực kỳ mau chơi luôn. Đó, sông ba Phú Yên nha, em bán 400.000 một con nè anh em, 400 nha. À, tiểu mi luôn à, tiểu mi bỏi đây bao trống nè anh em. Đó, 300.000 một con tiểu mi bao trống, cái này là tiểu mi Đà Lạt nha anh chị, em không có bán hàng của tiểu mi Bắc ha. Đây có một con hốt rồi nè, anh em này chưa có hốt rồi liên hệ em luôn. Đó, 400 một con nha anh em, tiểu mi ha. Rồi, hôm nay em Hào vào hồng hạnh rất là nhiều luôn, mà có con hồng hạnh máy anh em. Con này em nuôi hơn tháng rồi, rất là cứng chim nha, nhưng mà chưa có cám đâu anh em, em bỏ sâu ăn không à. À 100.000 nè anh em. À, hồng hạnh trống đây, hồng hạnh trống em vô nhiều nha, hồng hạnh em trống em vô cả chục á. Hồng hạnh trống nha anh em, 150 nha, hồng hạnh trống 150 nha. Rồi. Em có con mỏ rộng xanh, mỏ rộng hung nè, đẹp lắm. Máy nha anh em, con này máy á. Trong máy nó như nhau à, nó khác nhau ở cái viền cổ thôi. Anh em thả AB thì bắt nè, em thanh lý luôn 150 nha. Bán luôn 150 anh chị. Rồi, hồng hạnh vô nhiều lắm á anh em. Nè, quất cô đầu đen em Hào vẫn còn nha. Anh em mình cần quất cô đầu đen qua em Hào luôn. Đó. Quất cô đầu đen nha anh chị. Quất cô đầu đen em Hào bán với giá là 200.000 một con ha. 200.000 một con nè. Nói chung rồi chim nó cũng còn nhiều lắm, em còn con hét mày cục đuôi trắng nữa anh em. Cái loại chim này là thả AB hoặc là nuôi lồng, giọng hót cực kỳ hay nha anh em, giọng hót cực kỳ hay đó, nó nghe nó rất là đã anh chị. Con này hót giọng hay lắm á mọi người. Rồi 250 một con anh em. Đây là tiểu than nữa anh em, tiểu than em Hào còn hàng nè. Tiểu than là 250 một con luôn nha, tiểu than 250 một con luôn nha anh em. Rồi đây em Hào còn ngũ sắc luôn, thì anh em mà có hỏi em Hào là có ngũ sắc Đà Lạt không đó. Đâu để em coi coi còn nè, đó cái con mà cái cổ nó không có đỏ là ngũ sắc Đà Lạt đó. Còn cái con mà cổ đỏ là ngũ sắc Bắc anh em. Thì cái hàng ngũ sắc đây là giá hiện tại nó đang cao đó nha anh chị. Đó, giá ngoài miền Trung đang đổ vô trong này cao lắm, gần 200.000 một con á. Cửa hàng đang bán ra là 300.000 một con trống, con máy là 200.000 nha. Con máy là 200.000 nha quý vị ơi. Anh em chơi alo giùm em nha. Đó. Rồi. À, Phượng Hoàng Đất luôn. Phượng Hoàng Đất em còn 5 con đẹp lắm mọi người. Phượng Hoàng Đất nè. Ờ nó nhảy má ơi, đưa cái camera cho nó sợ đó nè. Đó. Phượng Hoàng Đất nha quý anh chị, Phượng Hoàng Đất nè.
Đó, con đẹp nha em bán 500, con đẹp em bán 500 nha anh em. Đó. Em có vài con họ tiễn nha, còn con xấu xấu hiếu hiếu đuôi bán 400. Họ tiễn nha, em có vài con họ tiễn ăn cám rồi anh em. Nè, ăn cám gà rồi nè. Hàng này là anh em thợ họ vú ăn cám rồi. Em bán 230 một con nha, 230 một con vậy ha. Mà đưa camera vô quay chim nó nhảy ghê ha. Nè, một con hồng tước. Đó, anh này cho hồng tước liên hệ nha. Hồng tước là em bán với giá là 350 một con trống anh em. Giờ còn trống không có máy anh em ơi ha. Hồng tước còn trống thôi, còn có một con đó thôi. Đó. Còn con này là con nguyên ương anh chị, con này là con nguyên ương nè. Chim nguyên ương nha anh em, nguyên ương đỏ, nguyên ương Đà Lạt á. Cái này 350 một con nha anh em. Con máy thì 250 anh em ơi. Con máy là 250 nha. Anh em chơi alo em. Đây, em có con lửa anh em có con lửa đẹp lắm nè. Đuôi 20,5 anh em. À, con này là nuôi này cứng ngắc rồi, bản đuôi tốt, đó, tướng tá ok nha. Con này em đang gái, em đang gai giá với giá là 1.400.000 anh chị. Bắt gì? Ừ vậy cho cắm chó ngâm thôi, anh nó bắt nhồng hả? À? Ừ bắt nhồng bắt cho anh đi. Đi đây tặng cho anh bịt cắm chó đi. Có chó giấy cũng được, mà đại số giờ ngâm cắm chó cho nó ăn là được rồi. Dễ mà. Rồi. Một con 19 thôi anh em. Một con 19 nha, một kiếm dài 19.3, một kiếm mà đang ra nha anh em. Một kiếm mà lông ống đang ra đó. Đó, chim đại bao. Đó, anh em nào chơi lửa đuôi dài bắt nè. Đó mọi người coi này bản đuôi tốt lắm nha. Em bán 700.000 nè anh em, biết bán chưa mà em cáo thì thôi chứ em chim cỏ ở đây nhiều khi là bán rồi đó anh chị. Rồi. Em có một con máy lửa đuôi dài luôn, anh em mình chơi gọi giùm em liền. Đó. Máy lửa đuôi dài nha, 13.5 anh em, 13.5 nè, 700.000 nè anh em ha. Đây. Một con máy đuôi thường 12 chấm mấy nè, em bán 300 nha anh chị. Rồi cái cửa hàng em nó ngộ lắm anh em, nhìn em nói luôn sao nó chấm này bán 100 mà mềm mà con bán con lửa máy gì đâu mà 300.000 mọi người. Ở nó ngộ đời vậy đó mọi người. Rồi. Anh em rồi cho lửa 18 của em nha, 18.5 nè, 18 nè, 400 rưỡi một con, 500 đó. Hàng này về là anh em lên lòng là vô cám chơi thôi ha. Nè thang em vẫn còn luôn nè, 190 ngày mai nha, anh em qua hốt hết. Hàng tiễn 250, 300.000 không, tướng bự bự không á mọi người, mà em bán nè, chào bán hết luôn nè, 190.000 à, quất luôn, bán cho chống chỗ đem xịt cái vàng học này nè, để em đổ chim vô tiếp nè, đó, chơi vậy á. À. Chơi vậy anh chị. Anh em rồi. Hả? À. Ừ đúng rồi, con nhỏ 1.8 nha. Đó. Nhồng nha. Nuôi 11 lớn đã lắm. Nhồng tay trâu à. Thôi, rồi, vậy đi thôi. Quên. À thôi lỡ quên luôn. Em có vài bé nhồng tay trâu nha anh em. Rồi, vài bé nhồng tay trâu nè. Được không? À. À, anh chị cô chú nào hỏi em Hào thì gọi là liền nha. Đây. Alo gấp cho em liền. Dân chơi nhìn quay cái nước bọ dưới nước chân là anh em biết nó cỡ nào rồi. Đó. 2 triệu một con nha anh em, trồng tay châu đó. Đó chứ không phải dòng bầu đâu nha, đây nước chân nè. Rồi, 2 triệu một con. Đó. Nhỏ nhỏ hơn nó là 1.8 anh em. Nè, nhỏ nhỏ hơn 1.8 nha. Quốc đến em ơi, giá thị trường đó. Bây giờ nó còn cao lắm. Năm nay là chi nhộng nó xuất khẩu sang nước ngoài ấy, anh em. Chứ không giờ này là ở mình thiếu vậy. Bây giờ ở mình là không có chim luôn mọi người, có đây gai thôi. Chạy đắt nha anh em. 300 rưỡi con nè, như con nhỏ nhỏ này 300 nè. Đó, còn mấy cái con mà đuôi dài mà nhảy con mổ được rồi là 350 nha. Chim đắt Gia Lai nha anh chị. Thấy không? Cánh trắng đẹp không? Có mấy con cánh trắng rất là đẹp luôn. Anh em nào mà cần tiễn mấy con cánh trắng gọi em lựa cho, nó có vài con cánh trắng đẹp quá, nó lộ trắng đẹp kìa. À, con này nè, con đẹp quá. Đó, chốt nha. Không sao đâu, bị dằn ra sao mà. Tao bước ra lấy bằng kèo quấn ở đằng trước đi, bỏ trước bà ga. Ừ, quấn bỏ bà ga đi cho chắc kèo anh, để nó ngợp á. Rồi. Đó, anh em nói không ai mua nhầm đâu, đó, xuống bắt nhầm rồi thấy chưa. Em bán nào em nói thiệt là em không có mà giấu giếm làm gì mà. Con nhộng vậy mà anh em biết mua bao trống mà. Con nhộng vậy nhiều anh không có biết. Anh em mà biết không, anh em mua bao trống nha. Nói tư vấn vậy thôi, tại em cũng mới xóa video kia rồi. Để nhiều khi đăng lên nhiều khi mất lòng ha. Con nhộng á, anh em muốn biết được nó chống máy, một là anh em đi xét nghiệm. Ha, đi xét nghiệm cái lông á. Đi xét nghiệm lông nha. Đi xét nghiệm lông. Đó, cái phí xét nghiệm hết bao nhiêu tiền rồi. Rồi
mới biết chống máy thôi, chứ nhìn qua vẻ bề ngoài là không thể nào chắc cú 100% được. Ví dụ như em bán em bảo hành cho anh em con dòng này là em bảo hành cho anh em bao chống, anh em cầm về anh em nuôi mấy năm chờ nó đẻ anh em mới biết nó là con máy. Cái lúc mà nó đẻ rồi là anh em đã nuôi nó, đã thân thiện với nó rồi, gọi là mình quý mến nó rồi, con nuôi chim con lên mình quý mến nó rồi, mình cũng không có đem trả đâu. Còn mình em trả mình mắc cái công nuôi 2-3 năm chờ nó rất là phức tạp luôn. Mà con dòng em nói thiệt, giờ nhận 1.700.000 con rồi, lời 200-300 ngàn làm sao mà bao chống được anh em. Mình bán hên xui có con này con kia, anh em nào hên thì mua chúng con dòng chống, anh em nào không mua chúng thì anh em nào mà xui thì mua chúng con dòng máy thế thôi. Mà con dòng chống dòng máy đều nói chuyện hết anh em ơi. Đó đây ha, rồi đó, đây là con vẹt nha. Vẹt luôn này á là vẹt Gia Lai nha anh em, vẹt Ngực Hồng Gia Lai nè. Con nhỏ là con nhỏ nhỏ là 350, con lớn như vậy là 500 nha. Đó mọi người ha. Đó rồi, đây là con quả thông, quả thông con nè, anh em nào chơi gọi em còn hai con nha, 400 một con. Rồi vẹt đây, vẹt này thì 250 một con thôi. Vẹt này là vẹt mặt tiền, còn kia là vẹt Gia Lai, vẹt Tây Nguyên anh em nè. Vẹt mặt tiền em hào chia anh em mình nè. Đó đang lấy mặt tiền nó phải cao hơn đó, như mặt tiền à, bên chim nó rẻ lắm. Rồi chốt nha. Đó con vẹt này là 250 ha. Rồi đây em có mấy bé xích thái hay thương lắm. Ủa xích thái cho ăn chưa vậy? Bông cá cho xích thái ăn nha. Xích thái nè, đó con còn nhỏ nhất thấy không, lông búp búp bơ nhỏ 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 đó, là con đó 2.3 triệu. Đó còn lại là 2.5 triệu nha. À xin ăn nè, thanh niên này ra xin ăn nè. Nó vậy á, chim con nó vậy nè, lúc nó ăn vài bữa rồi bắt đầu nó quen mình nè, là nó bắt đầu nó xin ăn dễ thương lắm. Cái loại này là nuôi là sau này lớn là quấn chủ cực kỳ nha anh chị, nói chuyện nói tiếng người cực kỳ tốt luôn á. Nè 2.5 triệu nè anh em nào chơi gọi nha. Xích thái nha anh em, nó có theo mùa á đó. Xích thái nha, nè quẹt nè. Đó 400, vẹt thành phố 400 nè anh em. Cặp bắp ngon lành rồi, siêu đi lớn nè. Đó anh em là chơi gọi em Hào nha. Rồi sơn ca non luôn, em Hào còn sơn ca non nha anh em. Sơn ca non nè, em bán 350 một con nha, 350 một con nè, anh em nào chơi qua lửa ha, 10 con sơn ca non luôn. Rồi sóc nữa, hồi nãy chị công có đem sóc về không? Đem cọc chống máy cho anh Lộm phải không? Sóc để anh em sóc. Hả? Cái gì vậy? Cái bé. Để về biết có cầm không? Ồ, sóc bao bi anh em. Sóc bắt bao bi nè, em vô cả chục con nha. Này loại này là cỡ cạp chú lê rai, cạp trái cây lê rai rồi. Nuôi cái này là mai mốt quán chủ đã lắm anh em. Đó. 200 một con anh em là chơi qua em Hào ha. Rồi. Nay em Hào vô được mấy con năm màu, bảy màu luôn em. Năm màu chiền nè, tướng đã gớm luôn mọi người. Năm màu chiền ha, tướng đẹp cực kỳ. Rồi, chốt sổ 170.000 con anh em ơi. À, bảy màu hót sùm hết nè. 200.000 một con bảy màu chiền. Đó. Ha, năm màu chiền, mấy màu chiền có hàng nè. Anh em là chơi gọi nha. Ô lô này đẹp quá, bự bự không à. Rồi. Đà Lạt luôn. Đà Lạt chiền anh em ơi. Nè, Đà Lạt chiền cắm hạt. Đó, Đà Lạt cũng vàng nha, 400 nè, dạng khì luôn. Đứa trẻ 250 nha anh em. Đứa trẻ 250 nè. À, trời ơi cái con này vẫn còn ngồi ở đây luôn. Con đổ quen chiền trống anh em ơi. 200 hành lý 100.000 anh em chơi gọi em Hào, anh em tiễn dòng nó giùm em đi, nó ở đây nó ăn cám của em biết bao nhiêu mà nổi rồi. Trời ơi bán không được luôn mọi người ơi, khổ ghê. Rồi. Vậy anh non nè anh em, 500.000 một con nha. Đây vậy anh non đây. À. Bỏ gom cho nó nằm ta. À vậy anh non nè mọi người. À em có mấy con nè. Đó, anh em bắt thì series này nha, 500 nha. Chứ em nuôi lớn lớn em bán cao hơn á, em nuôi lớn em bán cao hơn nha. Rồi. Anh em nào chơi gọi em hai và anh non nha. Ok anh em ha. Bảy màu luôn. Bảy màu cắm hạt em còn vài con leo que thôi. Bảy màu cắm hạt 200 con anh em. Đó, lô sau là lên 250 lại nha. Đó, nói vậy thôi chứ không có khả năng lên, cũng có khả năng không có lên mọi người. Cũng là biến nhập với giá nó rẻ, giá nó giờ nó tụt quá là biến nhập anh chị ơi. Bán là mấy chục ngàn con ăn cám muốn bệnh luôn. Yến Phụng em Hào vẫn còn hàng nha. Anh em nào mua cho mấy đứa nhỏ cho ghép sinh sản làm gì làm nè. Đẹp lắm mọi người, Yến Phụng em bán cho anh em mình chơi nè. Đó. 250 một cặp nha anh em, 250 một cặp nha. Một cặp chống máy 250 thôi. Rồi. Đó. Rồi ok, anh em nào cần chơi thì gọi em Hào ha. Nè, có con lửa đuôi 19.1 nè. Bộ xẻ đẹp lắm nè anh em nào chơi gọi nè. 800.000 anh em. Đó, 800.000 nha. Con này dáng nhỏ nha anh em. Đó, 800.000 nha, anh chị nào chơi gọi em Hào nha. Rồi, tổng chào cả nhà ha.